Rồi bây giờ chị Phương Linh vào Telegram kho tài nguyên của nhóm học video đi ạ. Phương Linh này chụp hình quá trời đẹp luôn. Chị ghép ảnh đẹp lắm, chụp cũng đẹp. Rồi bấm vào tài nguyên á. Ai máy có rồi thì mình không cần phải tải nhá. Rồi đấy, chị bấm vào cái X Recorder đi kìa. Đấy, ở trên đấy, xanh xanh đấy, đó, bấm vào đó để tải về. Cái đó là gì cô? Cái X recorder là gì? Là cái mà cái ghi lại màn hình mình thao tác cái gì mình làm. Đây là mình tuần này là mình làm chuỗi video hướng dẫn đấy chị. À, Rồi chị cho phép đi ạ. cho phép. Rồi no thanks. Rồi bây giờ chị trở ra ngoài sẽ thấy trở ra ngoài sẽ thấy cái app từ chối đi. Chị trở ra ngoài sẽ thấy cái app X Recorder á, ở trong cái trình cái màn hình điện thoại của mình á, trở hẳn ra ngoài. Đó đó đó, X Recorder. Rồi chị bấm cho phép. Rồi cho phép. Rồi từ từ nhá, bây giờ mình sẽ cài đặt trước đã. Mình sẽ bấm vào cái bánh răng, mình sẽ bấm vào bánh răng nè để mình cài đặt. Bấm một cái bánh răng ở góc á. Rồi thì ở đây nó có phần cài đặt âm thanh, chị đang tắt tiếng đó, chị bấm vào tắt chữ tắt tiếng đi. Rồi thì ở đây nó có 3 phần, một là micro đó, chị bấm vào micro. Thì khi mà chị thao tác, chị quay màn hình hướng dẫn thì chị nói mic cái video này sẽ thu lại tiếng của chị. Còn nếu như chị âm thanh nội bộ và âm thanh mic bên trong, tức là chị quay màn hình, ví dụ như là một cái video nào đó nó chạy á, chị quay những cái nội dung ở trong đó và không thu những cái âm thanh ở ngoài vào đó. Rồi bây giờ chị bấm vào micro đi đó. Còn bây giờ chị bấm vào tắt tiếng là chị sẽ không quay video là sẽ không có tiếng. Rồi ok, sau đó thì chị trở ra ngoài đó. Rồi chị vuốt lên nhẹ nhẹ một xíu. Cả rồi rồi từ từ cài đặt video, ok, hướng tự động, ok, để như vậy cũng được. Rồi chị vuốt nhẹ lên, những cái này để nguyện được. Rồi chị vuốt lưỡi lên đó. Thì ở đây đó nó có cái phần đó là ẩn cửa sổ khi chụp màn hình, hay hoặc là ẩn cửa sổ khi kết thúc. Thì mình muốn rằng là cái cửa sổ tắt tắt ấy đó, mình ẩn thì mình tích vào đấy, còn không thì để đấy. Rồi chị cứ để đấy đi. Rồi chị vuốt lên nữa. Rồi chị vuốt nữa nữa lên. Rồi chị bấm vào cái bút lông đó, chị bấm vào cái bút lông đó. Rồi ok, chị bấm mũi tên. Rồi chị vuốt lên, chị bấm vào X Recorder đi. Tìm vào X Recorder bật lên. Đó 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 đó. Rồi chị bật lên. Rồi chị trở lại. Rồi bây giờ chị bấm vào cái bút lông đấy. Chị bấm vào cái bút lông. Ví dụ trong quá trình hướng dẫn, chị bấm vào cái bút lông đi. Bút lông nó hiển thị ra ngoài này. Không phải, chị bấm đây này, cái ở chỗ ghi âm này này, nó hiển thị đấy, chị bấm vào. Nó ở dưới bên trái này này. Chị thấy không? Cái bút lông ấy, cái biểu tượng ấy, đó, rồi. Không phải, cái bút lông mà ria ria bên chỗ ghi âm này này. Ria bên tay trái này này. Không phải bấm vào chỉnh sửa. Chị bấm vào dấu cộng đi, bấm vào bánh răng đi. Bấm vào bánh răng mà. Rồi chị thấy cái chỗ bút lông ria bên trái nó có một cái nút đây này. Chị mở trong nhóm Zalo lên. Mở trong nhóm Zalo Master Video á. Đây này. Khi mà chị bật cái tính năng này lên thì nó sẽ có đấy, cái chỗ một cái thước khoanh tròn đấy. Đó. Thì cả nhà thấy rằng khi một cái thước, quá trình mà quay video ấy,
Làng cô Thơm hay sử dụng đó là chỉ tên đó. Đó, chỉ tên tức là bấm vào đây thì cô Thơm sử dụng luôn cái này hoặc lấy cái đó làm con trỏ. Đó. Em chào cô ạ. Dạ vâng. Rồi ai trong quá trình làm bài tập ai có vấn đề gì thì comment lên để cô Thơm hỗ trợ nha. Rồi bây giờ chị bấm vào đấy đó. Rồi bây giờ chị ví dụ khoanh hình tròn vào chỗ bút lông, như là chị bấm vào cái hình tròn ở đây. Khi mà chị chọn như thế thì nó có cây viết này, hình vuông, hình tròn. Ví dụ chị chọn hình tròn đi, rồi chị chọn màu đỏ, rồi bây giờ chị tích V cái, xong rồi chị bấm vào chỗ máy ảnh, khoanh tròn ở chỗ máy ảnh đi. Bấm ok, bấm hủy đi, hủy đi. Ý là chị viết tay vào chỗ khoanh tròn cho máy ảnh nhá. Mà thôi chị dừng chia sẻ đi để cô Thơm hướng dẫn cho nó dễ vậy. Chứ chỉ gọi là người không biết chỉ này nó khó hơn. Rồi chị dừng chia sẻ đi. Cả nhà đã tải hết cái phần mềm mà quay màn hình gì chưa ạ? Phương Linh mà update thêm cái này nữa thì thôi rồi, quá pro rồi. Thôi để cô Thơm tự dừng chia sẻ chị nhé. Không thấy chị tương tác gì cả. Rồi, đây cô Thơm chia sẻ màn hình này. Ok, cô nói công dụng từng từng cái mục nhỏ nhỏ này đó cô nhé. Rồi, Nó đây, cái app X-Recorder. Đây, cái app này. Đây, cả nhà, trong cái quá trình hướng dẫn, cả nhà thấy rằng cô Thơm hay khoanh tròn, hay mũi tên, hay mọi thứ đúng không ạ? Đó thì đấy là cái gọi là để mình hướng dẫn người khác cho nó dễ hơn, hay là cả nhà quay những cái video hướng dẫn chỉ người ta thao tác bước 1, bước 2 đó thì có những cái mũi tên thì sẽ dễ hơn rất là nhiều đó. Thế anh chị em nào mà chúng ta chưa có cái trình ghi ghi màn hình này á thì chúng ta sẽ tải đó. Đối với máy Android thì chúng ta tải X-Recorder, hoặc là iPhone thì chúng ta cứ ghi vào App Store ấy, ghi là ghi màn hình hoặc recorder là có, hoặc là đa số là các máy đời cao bây giờ nó cũng set up luôn cho chúng ta đó là cái ghi màn hình rồi đó. Bây giờ ví dụ như cô Thơm ai có máy Android giống của cô Thơm thì chúng ta sẽ vào Telegram kho tài nguyên á, chúng ta được thầy tặng cho bản pro đó, ưu tiên các Android nhé. Rồi bây giờ ví dụ cô Thơm bật lên đúng không ạ, cô Thơm mở lên đó thì chúng ta sẽ vào, đầu tiên chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Rồi cả nhà chúng ta sẽ cùng vào phần cài đặt ở đây này. Đó, chúng ta sẽ cài đặt. Đấy, giống như vừa rồi là chị Phương Linh đã cài đặt âm thanh đúng không ạ? Trong phần cài đặt âm thanh thì ở đây nó có gì ạ? Tắt tiếng này, đúng không ạ? Micro này, đúng không ạ? Âm thanh nội bộ, âm thanh bên trong. Đó, thì thường là chúng ta sẽ sử dụng âm thanh micro để quá trình ghi màn hình chúng ta sẽ gì ạ? Lưu lại những cái gì mà mình nói, mình chia sẻ. Đó. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những lúc mà mình sẽ sử dụng âm thanh nội bộ, mình quay lại những cái video đó. Rồi ok, bây giờ thì mình vuốt lên đây, đang nói về ba cái nút này được chưa? Đấy, đang nói về ba cái nút này đấy. Ôi chết rồi, bấm lại lỡ bấm quay rồi, dừng. Rồi cái nút nút ở đây là nút bút lông này. Đó, bút lông thì trong cái quá trình mà mình quay á, mình bật cái bút lông này lên đó thì nó hiển thị đây này cả nhà, không nó hiển thị ẩn ẩn đây nhé. Đó, bây giờ trong cái quá trình mình hướng dẫn, mình ví dụ như là nói rằng là các bạn ơi, các bạn muốn rằng là hiển thị cái bút lông đấy thì các bạn sẽ bấm vào đây đúng không ạ? Đó, cả nhà thấy bây giờ nó lại là mũi tên không ạ? Thì cô Thơm đang bấm vào phần, cả nhà có vẫn nghe rõ cô Thơm nói không ạ? Sao Con nghe trên cô màn ơi. hình thấy đứng rồi nhỉ? À, nghe cô mà cái màn hình của cô nó đứng rồi. Vẫn nghe bình thường, bên em Để vẫn thấy cô Thơm cài bình chịu. thường mà. Nghe thì bình thường nhưng mà cái màn hình á, cái màn hình của cô nó đâu có nhúc nhích đâu, Đây đây nó đây đây đây. không thấy con chó luôn á. Đây đây. Rồi. Bên tôi vẫn cài thấy bình thường. Không thấy con chó luôn á. Rồi rồi, trở lại rồi. Đúng rồi. Ok chưa? Rồi, đây khi mà mình bật cái bút lông này lên đây thì cái nút bút lông nó hiển thị ở riêng riêng này này đó, đây mình có thể di chuyển đó. Bây giờ mình muốn rằng là các bạn bấm vào máy ảnh
đúng không ạ? Thì nhiều người không biết máy ảnh chỗ nào, bây giờ cả nhà bấm vào cái bút lông thì ở dưới này nó hiển thị này, chúng ta cũng có thể di chuyển nó sang trái sang phải, đặt ở đâu đó đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta muốn khoanh tròn cái máy ảnh thì chúng ta bấm vào hình tròn đó, đây bấm vào hình tròn, bấm vào hình tròn ở cái phần này này đúng không ạ? Rồi ví dụ bút cơ thơm bấm vào máy ảnh đó, cả nhà thấy không ạ? Đó, tiếp theo cả nhà muốn rằng là sử dụng cái tính năng này thì cả nhà bật cái bút lông lên đấy, cơ thơm hình vuông, chọn hình vuông đó được chưa? Hay hoặc là cả nhà muốn rằng là chụp ảnh màn hình thì chúng ta bấm vào phần này đó, tức là khi mà mình bật cái tính năng này lên đúng không ạ, thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ, à chúng ta sẽ có thể chọn chọn bút lông này đấy, hay hoặc là chọn vuông tròn hoặc là mũi tên đấy, hay hoặc chúng ta cũng có thể chọn màu nhé. Đây ví dụ như là bây giờ cô Thơm không thích màu đỏ, cô Thơm chọn màu xanh. Rồi bây giờ cô Thơm sẽ hướng dẫn chúng ta gì ạ, hiển thị trạm vân vân đó. Thì đây là những cái để chúng ta làm những cái video hướng dẫn cho đội nhóm, hay hoặc là bản thân cô Thơm, hay hoặc là các chuyên gia làm các cái giáo trình để mình hướng dẫn người khác, được chưa? Cả nhà có hiểu cái phần này không ạ? Đó, bây giờ tắt đi là cái bút lông nó không còn nữa, bật lên. Đó, đây thì bút lông nó ở đây. Hoặc là trong cái quá trình mà hướng dẫn ấy thì cô Thơm bật lên, cô Thơm bảo các bạn là bấm ở đây, đúng không ạ? Thay vì bảo bấm vào đấy, cô Thơm lấy cái này luôn là con trỏ ở đây. Các bạn hãy bấm vào đây nhé, đúng không ạ? Đó. Được chưa? Rồi. Thì đây trong trong cái bài tập đầu tiên của chúng ta, đây là hướng dẫn quay video màn hình này. Đây cả nhà thấy không ạ? Đây là hướng dẫn quay video màn hình và edit vào khung đẹp thì cô Thơm cũng đã gửi cho chúng ta vuốt lên này. Đấy, khung này, đúng không ạ? Và cô Thơm cũng đã làm mẫu, đây, làm mẫu một cái video. Đây. Đầu tiên là chúng ta cũng quay màn hình. Đó, chúng ta quay màn hình thô thôi. Đây, quay màn hình thô sơ, sau đó thì chúng ta đưa vào cái điện thoại, đưa vào cái khung đẹp và cắt gọt đi đúng không ạ? Đấy, và chúng ta sẽ đưa lên kênh YouTube, đây là thô nhá. À đây là đã gọi là được qua make up rồi chẳng hạn. Đó, thì cô Thơm cho thêm gì ạ? À cho thêm ảnh đại diện của mình, cho thêm nội dung ở đây, đúng không ạ? Rồi sau đó thì up lên cái kênh YouTube. Đây, up lên kênh YouTube và thêm cái ảnh bìa vào. Đó, đó là bài tập đầu tiên của chúng ta, và tạo cho mình một danh sách khác. Đó, bây giờ mở kênh YouTube lên nhé. Mở kênh YouTube lên này. Đó, kênh của bạn này. Đó. Rồi quản lý video này. Đó, đây. Đây video đây cả nhà thấy không ạ? Đó. Và video này thuộc trong danh sách phát là gì ạ? Danh sách phát là TikTok mới nhất. Đấy, TikTok 2023 mới nhất. Đó, cả nhà thấy không ạ? Đó. Đó, bài tập đầu tiên đó là gì ạ? À chúng ta tạo kênh YouTube chuẩn hóa lại từ ảnh đại diện, ảnh bìa đúng không ạ? Tên nội dung, và chúng ta edit lấy một cái video đào tạo hướng dẫn up lên cái kênh YouTube, và tạo một cái danh sách khác, một series danh sách khác chia sẻ cái gì đó. Ok, được chưa? Rồi bây giờ bước đầu tiên là tất cả mọi người đều có kênh YouTube rồi, đều ảnh đại diện, đều ảnh bìa đẹp rồi. Đây, cả nhà ai mà đã hoàn thành cái bước 1 thì comment là ok 1 nhá. Comment là hay comment 111 đi. Đúng không ạ? Còn ai chưa gọi là chưa có kênh YouTube, hay là kênh YouTube còn chưa thay ảnh bìa, chưa thay ảnh đại diện, chưa đẹp. Rồi chị Phương Linh ok rồi, được chưa? Còn Có mà ai? chưa có thay được hình đại diện đẹp cô ơi. Ồ thế thì chú Hôm thay thôi. Trời ơi. qua chú bấm vô cho coi mà chú làm mò hoài sao nó không thấy chú để thay hình đại diện. Đây, ở đây này, chú bấm vào phần này này, đây có cây bút này. Có cây bút xong rồi chú bấm vào và chú gì ạ? À chú thay đổi là được, đúng không ạ? Rồi, ok, chú cứ vô coi được coi. Ơ sẽ quên để đúng không? Đó cả nhà có thấy cây bút không ạ? Cả nhà thay là được nhá. Đấy, thấy rồi. Dạ vâng. Rồi còn ai, chị Mai đã có, à chị Thủy đã có kênh YouTube chưa chị? Cô ơi, cái bảng quay màn hình nó Chị nằm có trong nhóm kênh nào? YouTube rồi em. À dạ vâng, ok chị.
Rồi, à, ai hỏi gì á? Cô, cái bảng quay màn hình rồ của thầy là ở đâu vậy cô? Ở trong kho tài nguyên Telegram nè. Em tìm không thấy nha. Đây, kho tài nguyên này này. Mình đã vào trong nhóm này chưa? 35011 là của ai? Không biết được ta. Ngọc Dầu, Ngọc Dầu. Chưa thấy Ngọc Dầu vào. Rồi, ai chưa chưa vào thì cô Thơm gửi lại một lần nữa nha. Gửi lại một lần nữa. Cả nhà vào kho tài nguyên. Đó, thì trong đây thầy sẽ gửi một số phôi và một số các cái app pro. Đó. Rồi, đây để cô Thơm gửi lại trong trong nhóm. Tài nguyên chuyên gia này. Xem tin nhắn gốc. Rồi, ai chưa vào thì vào đi cô Thương Việt rồi, khi mà chúng ta có kênh YouTube rồi đúng không ạ? Đó, thì bây giờ chúng ta bắt đầu edit video đó. Bây giờ cả nhà chúng ta đều có app X-Recorder hoặc là có cái phần ghi màn hình ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ghi màn hình cả nhà nhé. Chúng ta hãy cùng ghi một cái video hướng dẫn gì đó khoảng 30 giây thôi để biết cách thao tác thôi, sau đó thực hành được chưa? Rồi, thì trong cái phần cài đặt này này có một cái phần này nữa, đó là phần vừa nãy là cô Hương chia sẻ là phần bút lông rồi đó, để hướng dẫn rồi đúng không ạ? Rồi, bút lông rồi, phần chụp màn hình rồi đúng không ạ? Phần máy ảnh, ví dụ cả nhà bật máy ảnh lên đó, đây cả nhà bật máy ảnh lên, cả nhà sẽ vừa nói vừa quay có mặt mình ở đây này đó, đây cả nhà thấy không ạ? Đó, ví dụ như là cô Hương qua bấm quay, cô Thơm bảo xin chào các bạn và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hướng dẫn các bạn xóa xóa ảnh nền đúng không? Đấy. Rồi chị Thủy vào rồi đúng không? Để duyệt nha. Đó, cái hình nền này mình có thể đưa lên đưa xuống được nhé. Rồi Ngọc Dầu, ok. Chưa thấy chị Thủy, chị bấm join đi ạ. Rồi. Bây giờ cả nhà chúng ta sẽ cùng thử quay một cái video mà có mặt của mình nhé. Có mặt của mình. Nội dung đó là gì ạ? Nội dung đó là hướng dẫn cách xóa nền. Đấy, hướng dẫn cách xóa nền ảnh của một cá nhân của mình. Đó, đây ví dụ cô Thơm quay thử nhé. Cô Thơm quay thử. Nhưng mà không biết là nó đang có tiếng hay không bởi vì vừa zoom. Đó, thì chúng ta sẽ có 2 phút thực hành cái này. Rồi ví dụ như là cô Hương sẽ bật lên. Đó, cô Hương sẽ bật lên. À, bật này, đúng không ạ? Bật cái recorder đó phải không cô? Đúng rồi. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Ở video này thì cô Hương sẽ hướng dẫn để chúng ta có thể xóa ảnh background đằng sau. Đấy, nếu các bạn chụp ở đâu đó, ở chuồng gà, chuồng chim, chuồng vịt, nhưng mà chúng ta có thể thay background mọi lúc, mọi nơi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào trình duyệt chrome đúng không ạ? Trình duyệt chrome chúng ta đánh là remove.bg. Cả nhà đang không nhìn thấy màn hình của cô Thơm đúng không? Đúng rồi cô. Cả nhà biết vì sao không? Bởi vì là mình vừa quay video á. Ôi sao bên này vẫn thấy bình thường cô ơi. Có cái không có cái nón đỏ thôi. Thấy À gì ạ? đấy, Sao bé hôm nay mặt mình quên cô chia sẻ không? quên quên cái nón đỏ, hôm nay Không có quên cái nón đỏ. nón đỏ nay quên cái mũ đỏ. Ôi trời ơi, cho thêm cái mũ đỏ đi, nay mặt gọi là say rượu luôn. Rồi bây giờ cả nhà chúng ta cùng thực hành quay một cái video mà gì ạ? Có cả cái mặt của mình nhé. Đó. Đây, cả nhà thấy không ạ? Đây, cô tắt máy ảnh đi nhé. Đó. Đầu tiên là chúng ta mở cái app X-Recorder lên, được chưa ạ? Sau đó thì chúng ta cài đặt âm thanh là micro. Đây, đúng không ạ? Rồi, sau đó thì cả nhà sẽ bật cái bút lông này lên để trong cái quá trình mình hướng dẫn, mình sẽ có mũi tên nọ, mũi tên kia. Bây giờ cả nhà cùng xem cô Thơm làm một cái và chúng ta làm tương tự, cùng nhau hướng dẫn cách xóa nền ảnh đó. Rồi thì cả nhà cũng có thể có một cái câu chào giống như chú Hùng Huỳnh có một câu rất là hay đúng không ạ?
Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa nền ảnh background nhé. Đó, đấy, ví dụ như vậy. Cả nhà muốn mở camera thôi. Cái bài này chúng ta thử mở camera lên chúng ta làm để chúng ta biết các cái tính năng trước, được chưa? Rồi, khi chúng ta chuẩn bị sẵn sàng rồi này. Một là gì ạ? Mở mic, hai là bút lông, ba là camera lên rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ ví dụ như là Thơm sẽ mở một cái hình mẫu lên nhé. Mở cái hình mẫu. Đó, mở một cái ảnh. Sao nó trắng này lâu ấy nhỉ? Ủa cô ơi, cái bên đây là cô đội nón đỏ, mặt bên trong cái hình ở trên cái máy thì nó lại cái nền xanh là sao cô? Đây là đang quay màn hình mà. Rồi rồi rồi, bây giờ nhé, từ từ đã nhá. Rồi, bây giờ khi mà cái Thơm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Được chưa? Đấy, bật camera rồi. Bây giờ máy nó lại của cái Thơm nó lại bị chạy quảng cáo ấy, nó bị lỗi. Ở nhà đợi xíu. Ở đây ai đang kinh doanh sản phẩm gì ở nhà cùng comment này, ở nhà cùng comment đó. Ví dụ như thôi, vừa nãy định bảo là xóa nền sản phẩm nhưng mà rồi cả nhà nhìn thấy ảnh sản phẩm rồi đúng không? Đấy, có cả mặt mình rồi. Bây giờ cái Thơm sẽ bắt đầu quay nhá. Đấy, bấm vào đây, bấm vào cái nút này này đó, sau đó thì bấm vào cái nút đỏ đây, bấm vào cái nút đỏ nhé, nút chấm chấm đỏ đấy. Đây, đếm ngược 3 2 1 bắt đầu đó. Mình có thể chững lại xong mình có thể nói. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Và ở video này, cô Thơm sẽ hướng dẫn chúng ta xóa background ảnh sản phẩm để các bạn có thể đặt ở mọi chỗ hoặc là để những cái kệ rất là đẹp. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ vào trình duyệt chrome. Đó, ví dụ nói đến trình duyệt chrome, đúng không ạ? Nói đến trình duyệt chrome, mình bấm vào và mình đó, có thêm cái mũi tên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bấm vào trình duyệt chrome. Đó, xong chúng ta tắt tắt cái phần hướng dẫn đi. Đó, và chúng ta sẽ đánh từ khóa đó là remove.bg. Đấy, đây cả nhà đánh. Remove.bg. Màn hình Được. chia sẻ đứng yên mà cô. À, rồi rồi rồi. Rồi, bởi vì là cả nhà biết vì sao ạ? Bởi vì vừa zoom vừa chia sẻ màn hình lên là nó sẽ bị lỗi là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nào. Cả nhà chúng ta sẽ cùng, có thể là ai đang vào bằng điện thoại thì chúng ta có thể out zoom ra, sau đó thì chúng ta sẽ cùng quay một cái màn hình hướng dẫn cái xóa nền này. Nó chỉ có 30 giây thôi đó, chỉ có 30 giây thôi. Rồi bây giờ đây nhá, các Thơm sẽ không record nữa nhé, mà sẽ chia sẻ màn hình để chúng ta làm cùng làm một cái bài tập, đúng không ạ? Xóa ảnh nền hay hoặc là ảnh cá nhân của mình cũng được. Rồi đây, ví dụ bước 1 chúng ta vào chôm, bước 2 cả nhà đánh remove.bg, bước 3 là chúng ta diện chúng ta bấm vào phần xanh xanh ở đây, upload ảnh đây này đó, upload ảnh. Rồi, và chúng ta sẽ chọn một cái ảnh chân dung hoặc là ảnh sản phẩm để các anh chị chúng ta xóa. Đây, ví dụ như cái ảnh này là ảnh ảnh chân dung nhé, ảnh chân dung. Rồi, chỉ chưa đến 30 giây là chúng ta đã được xóa, và chúng ta bấm vào download, vậy là chúng ta đã có một cái ảnh file PNG đã xóa nền. Đó, thì chúng ta có thể ngồi chụp ở chuồng gà, chuồng trâu, chuồng mèo thì chúng ta có thể thay background. Đó, đó là ví dụ, hoặc là chúng ta ảnh ảnh sản phẩm, được chưa? Rồi bây giờ cả nhà chúng ta cùng thực hành nào. Đấy, cả nhà chúng ta dành cho cơ thân dành cho chúng ta mấy phút nha, 3 phút thực hành phần này đi. 39 đến 41 quay lại, được chưa? Ai có đang vào Zoom hoặc là ai mà chưa có phần mềm thì tải về, đúng không? Chúng ta tạm thời, chúng ta kể cả chúng ta không cần phải cái nút nút này cũng được. Đây.
Đấy, cái này dành cho những người làm quen rồi thì chúng ta mới dùng. Còn không thì chúng ta chỉ cần bật cái nút này thôi. Đấy, bật cái nút quay. Đó, bấm cái nút này. Xong rồi ghi video là chúng ta cứ hướng dẫn bình thường. Được chưa? Chốc nữa chúng ta đưa vào các cắt, chúng ta có thêm mũi tên chỉ cũng được. Còn mới tinh mà chúng ta sử dụng cái này thì nó sẽ bị rối ở nhà nhá. Đấy, chúng ta cứ ghi lại màn hình, sau đó chúng ta cứ làm hướng dẫn bình thường trước đi đã, dễ trước đi ạ. Đấy, khi nào quen rồi thì mới thêm cái tính năng đó. Đấy, còn không thì chúng ta vào cấp cắt ấy, chỗ nào mà chúng ta hướng dẫn đấy mà người ta khó, mình cảm thấy là chỗ này cần phải có thêm mũi tên chỉ tay đúng không, thì chúng ta trong các cấp nó cũng có. Cả nhà đã hình dung bài tập chưa ạ? Dạ Rồi, rồi. ao zoom 3 phút nếu mà ai đang sử dụng zoom trên điện thoại, ao zoom 3 phút để chúng ta thực hành và hướng dẫn ngắn thôi, đúng không ạ? Chỉ có xóa nền ảnh chân dung thôi. Đó, nó chỉ khoảng tầm 30 giây, dưới dùng dưới 1 phút. Rồi, 3 phút thực hành nha. Thì Phương Linh, Lục Liễu, rồi Lan, anh Phúc Lâm nha, cùng gửi bài tập lên nhóm nha. Rồi, cô Thơm cũng quay hướng dẫn nha. Xem là ai làm video ngắn nhất này. Cũng bài này xem ai làm video ngắn nhất nha. Ủa bây giờ là ao zoom ra hả cô? Không phải, ví dụ như là chị vào bằng điện thoại bằng cái zoom này thì chị ao ra. Dạ. Đấy, còn nếu chị vào laptop thì chị vẫn cứ để, chị tắt mic đi chị thực hành. Dạ rồi cô. Cô chỉ em cài hình bìa YouTube cô. À, để duyệt chị thử này. Sao lại ra không được ở chị Thủy? Rồi cô Thơm cũng ao zoom để cô Thơm quay nhá. Ôi, cô nhờ đã tải X Recorder chưa? Cô nhờ tắt mic rồi. Cô nhờ đã tải màn hình, có quay màn hình chưa? Quay màn hình hả? Có rồi, ở trong máy có cô Thơm. Ở trong máy có rồi. Rồi, thế thì bây giờ bài tập là mình sẽ quay một cái video ngắn hướng dẫn cái cách mà tải xóa 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 background á. Đây, ví dụ như là cô bấm vào cái X Recorder này đúng không, cô bật cái chế độ ghi, cô bấm vào đây cô bật chế độ ghi, sau đó thì bắt đầu cô hướng dẫn đúng không ạ. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa ảnh nền. Đó, đầu tiên vào Chrome đánh thì mu.bg đúng không ạ, đưa ảnh lên và đợi chưa đến 30 giây là chúng ta có một cái ảnh đã xóa nền rồi. Xong bấm download và xong. Đó, bây giờ mình sẽ quay. Đấy, đang dành cho cả nhà 3 phút quay đấy ạ. Đấy, cô tắt mic rồi cô quay một cái video xong rồi dừng và gửi lên. Rồi, ok. Để quay quay gửi. Join group. Chị bấm join group đi. Cô ơi, bấm cái join group mà không nó không chuyển cái gì cả cô ạ. À, thế nhưng mà chị đã tải app Telegram về về máy chưa? Chưa, máy em chưa tải cái đấy nên em mới hỏi có tải không. À có, đúng rồi, phải tải, sau đó thì đăng ký tài khoản, nó giống như tài khoản Zalo ấy chị. À vâng, thế để em Vâng. Mà máy của chị đã có ghi màn hình chưa? Nếu có thì bỏ qua cái này, chốc nữa gọi được. ghi màn hình rồi. À vâng, thế thì bây giờ chị quay một cái màn hình gì, ví dụ cách xóa xóa background Ủa ghi màn hình này trong mấy iPad, iPhone có không cô Thơm? có chữ record ạ. Bây giờ cô Thơm cũng quay nha, cô Thơm cũng dừng lại để quay nha. Record hả? Nó là record hả? Đúng rồi, record ạ. Ai quay xong rồi chốc nữa làm video ngắn nhất sẽ có thưởng. Ngắn nhưng mà vẫn phải đúng đủ, được chưa ạ? Người ta vẫn xem video của mình thì vẫn hiểu được nha.
cuộc thi ai làm video ngắn nhất. Cô em quay màn hình thì quay được, nhưng em không biết cách vừa à, quay màn hình nhưng mà ghi âm em chưa biết cách vừa vừa quay vừa ghi cơ. À, vừa quay vừa ghi thì chị bật cái chế độ, chị vào cái nào đấy, chị bật cái chế độ mic lên á. Mình xích ra, mình ra khỏi phòng mình nghe mới được, ở đây nó nghe tiếng, nghe tiếng Đúng xuống rồi, đúng tiếng rồi. vô, dính vô Cô tiếng này, phải, dính vô tiếng này, cô phải tắt mic đi hoặc là cho nó nhỏ, tắt không mất rồi mà vẫn nghe tiếng. vấn đề. Thế Đi thì ra cô ngoài, thì... ra ngoài, ra Vâng, thế thì cô quay đi ạ. cô Thơm ơi, Diệu Phương vô cái nhóm tài nguyên đi. Cô sao Phương tìm không ra ta? Rồi rồi, ok. Đây, có một người đang join, Phương Trần. Ok, đã duyệt. Rồi, thấy rồi, thấy rồi. Cái gì đâu? Cô, em chia sẻ màn hình, cô hướng dẫn em cài cái hình bìa đúng không cô? Ok. Chị trên điện thoại hay là trên laptop đấy? Dạ, trên điện thoại cô. À, rồi rồi, ôi nhanh 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 nhanh. Cái đấy làm được không? Rồi bấm vào kênh của bạn đi. Rồi bấm vào cái cây bút đó. Đó, rồi bấm vào cái ảnh thay ảnh đại diện lên, à, ảnh bìa lên. Đó, chọn ảnh bìa. Ảnh ảnh này nó có tỷ lệ đấy, dùng hai ngón tay zoom nhỏ lại xem nào, zoom nhỏ lại nữa, đó nó có tỷ lệ thiết kế đấy. Rồi ví dụ bấm lưu đi, cái ảnh này phải thiết kế lại nha. Bấm lưu chưa? Đó. Đấy, tỷ lệ này thiết kế sai rồi. Thôi để cho biết thay là được rồi, trở lại đi, làm tiếp đi, chốc cô Thông gửi cho cái video hướng dẫn cái ảnh bìa YouTube nhé. Cô ơi, Phương cài cái record nó không được cô ơi, nó không xuống cô à. Không Chắc xuống chia sẻ à? màn hình. Không xuống thì chia sẻ màn hình đi. Chị Lan à, chị Lan nó đang ở đâu vậy ta? Rồi, ai quay được cái video nào gửi lên nhóm nha. Máy điện thoại của em quay màn hình rồi nhưng không mở được ảnh. Rồi chị Ngô Thủy đã biết cách xóa rồi, nhưng mà bây giờ mình đang là quay video hướng dẫn. Đó. À, rồi rồi, vừa lấy chị bấm vào đâu nhỉ? Đang chưa nhìn. Chị trở lại nào. Tức là mình bây giờ mình đang là quay video lại hướng dẫn lại á. Chị Ngô Thủy xóa ok rồi đấy. Rồi bấm vào X recorder đi chị. Ai thực hành được thì gửi lên nhóm rồi setting. Rồi bật 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 cái Telegram lên. Phút phút lên ở dưới có cái Telegram, bật lên nó cho phép nguồn từ nguồn tải này. Rồi, đó, rồi ok bấm trở lại. Rồi ai đã gửi đây? Đó, bấm lại lần nữa đi. Rồi của chị Thủy ok rồi đấy. Chị Phương bấm vào.
Rồi cài đặt. Rồi bấm mở. Rồi biểu tượng nối không phải lần này. Bật biểu tượng nối. Rồi chị bật biểu tượng nối đi. Hoặc không hỏi là không hỏi lại được. Rồi bật bật x việt có đơ lên. Rồi trở lại. Cho phép. Rồi của chị Thủy, Ngô Thủy là ok rồi đấy. Nhưng mà chị sẽ chụp ảnh đẹp đẹp hơn xíu. Rồi nâu xanh. Vâng. Nâu xanh. Rồi xem chị bấm vào cài đặt để mở mic lên. Bấm vào phần cài đặt á. Đánh răng ở dưới cùng á. Bên phải đấy. Đó rồi. Cài đặt âm thanh chị bật lên, bật tiếng lên. Đó bật tiếng. Trong khi dùng ứng dụng. Rồi ok bấm trở trở lại. Rồi chị vuốt lên, chị vuốt lên xem nào. Vuốt lên. Vuốt lên nữa, vuốt lên nữa. Vuốt lên, vuốt lên nữa. Rồi đó. Thì tôi dừng lại đấy, có cái bút lông để thì chị nếu sau này chị sử dụng cái bút lông thì chị bật lên. Đó. Còn bây giờ thôi mới á, mình chưa quen thao tác, mình hướng dẫn còn đang lóng ngóng, mình sử dụng cái bút lông này nó hơi lằn ngoằn. Đây là chị biết cái tính năng này. Hoặc ví dụ như chị bật cái máy ảnh đi, chị bật cái máy ảnh đi, bấm một cái máy ảnh là sẽ nhìn thấy chị, sẽ nhìn thấy chị đấy, hình dung chưa? Đó không, chị bấm vào chụp ảnh rồi bấm vào máy ảnh cơ mà. Đó rồi trong khi dùng ứng dụng đó là có mặt mình muốn hướng dẫn mà có cái mặt của mình thì mình bật cái máy ảnh lên, còn không muốn hướng dẫn của mình thì mình tắt đi đó. Đấy, nhưng mà phải để mình phải quen dùng đã chứ, mình bây giờ mình đang hướng dẫn xong mình lại phải lôi ảnh ra thì cái video nó sẽ lâu. Đó, rồi bây giờ chị muốn ghi thì chị sẽ bấm vào cái dấu cộng đi. Bấm vào dấu cộng. Đúng không ạ? Bấm vào dấu cộng. Rồi, thôi chị đừng ghi nhá. Đấy, chị ghi video là được. Đó, rồi bây giờ chị ao zoom ra chị quay một cái video là hướng dẫn xóa nền background đi. Đó. Rồi, có những cố gắng là làm dưới 1 phút thôi nhá. Rồi chị tắt đi và giờ bấm được X tắt đi. Tắt cả máy ảnh đi, tắt cả màn hình ảnh chụp đi. Chỉ cần bấm nút ghi là bắt đầu nó bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1 và chị quay lại chị thực hành. Cô cho em chia sẻ cô, em quay không được cô. Em quay của cô thì em quay được, mà em quay giống như là hồi nãy em quay thử của cô đang nấu thì em quay được, mà màn hình luôn á thì em quay được, mà sao em quay ngoài em lại không quay được. Rồi rồi rồi, bây giờ chị Phương quay ra để quay nhanh một cái video khoảng 30 dưới 1 phút để gửi lên nhóm để bắt đầu đến phần edit nha. Ai cũng tập quay cho mình cái video để xác minh là mình có Ủa, làm được phần thao tác. mình vô ngay cái màn hình luôn, nó không có mấy cái chữ đó ta, sao kìa, vô vô trong màn hình nó không có chữ. Để cô nhờ ấy qua cho coi nè, cô nhờ quay nè. Gửi lên nhóm, gửi lên nhóm, ai quay được gửi lên nhóm đấy. Chị Phương, chị Thủy vào sau nhất và cuối cùng làm bài trả vào sớm nhất. Rồi chị Phương Linh đâu, bấm vào X recorder. Rồi bấm gì quay cô? Rồi sau đó bấm vào dấu cộng hoặc là bấm vào cái bấm vào dấu cộng đi, hoặc bấm vào ghi hình là bắt đầu ghi rồi mình bắt đầu trở ra ngoài đó, ghi video đó, sau đó thì mình làm cái gì thì mình nói, mình quay trở lại bấm cái nút trở ra ngoài á. Chị Rồi, ghi rồi. chưa ghi Rồi. mà chưa ghi. Rồi sao cô? Rồi chị bấm vào bánh răng đi xem là đếm nó cài đặt đếm ngược 3, 2, 1 chưa nào. Vuốt ngược lên, vuốt ngược lên xíu để xem nó cài đặt đếm ngược không. Xin chào các bạn. Hôm nay Xin Đó, chào các đếm, đếm ngược 3 giây bạn. Hôm rồi. nay Rồi rồi, bây giờ bấm vào cái dấu cộng đi. Hoặc là bấm vào, rồi, bấm vào ghi video. Rồi nó sẽ đếm ngược 3, 2, 1 và chị sẽ quay. Đây là chị đang trong Zoom nên là máy của chị nó không hỗ trợ hai hai cái thiết bị nhá. Bây chị ao ra chị thử làm lại đi nhé. là em ao ra làm y chang như vậy luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, sau khi mà kết thúc thì chị vào chị tắt đi là được. Vào cái app với X Recorder chị tắt đi là được. Cô À ơi, nhá. cái chế độ mà muốn ghi hình nữa thì là bấm vào đâu cô nhỉ?
Cô dừng chia sẻ em đi. Sao ạ, chị Thủy hỏi gì ạ? Là trong cái chế độ ghi màn hình đó mà mình khi trong quá trình mình quay mình muốn ghi hình ảnh của mình luôn ấy. Mình muốn để hình ảnh của mình giống lúc nãy thấy cô Thơm làm có hình ảnh của cô Thơm đấy. À, thì chị mở cái camera lên. Chị có chia sẻ màn hình được không? Hoặc để cô Thơm chia sẻ màn hình, cô Thơm về được. Đây 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 chia sẻ màn hình đây. Ok, chị chia sẻ đi ạ. Màn hình. Rồi, Đây chị bật màn hình. ví dụ như của em là dùng cái phần phần mềm thấy có tiếng Việt luôn này. Trình ghi màn hình. Ok. Rồi, chị Cài bấm vào đặt cài này. đặt đi. Chị bấm vào cài đặt. Rồi. Vuốt lên, vuốt Đây lên. ghi âm thanh đây rồi ạ. Vuốt Còn cái chỗ lên. mà máy ảnh đây à cô? Đấy, máy ảnh, bật máy ảnh lên. Bật máy ảnh lên. Và trong khi dùng ứng dụng. Đó, đấy, À ghi mà rồi có rồi mặt của vâng chị. Rồi, rồi. đây. Rồi vâng, em cảm ơn cô. Bỏ cái màn hình kiểu gì nhỉ? Rồi, bỏ thì lại bấm vào đấy, tắt đi. Vâng. Để khoan ra ngoài làm cái nữa nha. Rồi, ai mà làm được ở đâu, cô Thơm kiểm tra xem trong nhóm là ai đã làm được rồi này. Giọng nói của mình nhẹ Lục để dữ liệu hình để xem hôm nay ai giọng hay nhất. lên video để đánh dấu. Rồi, ok, của lục dữ liệu là ok rồi đấy. Có những máy á, có những máy nó có phần hỗ trợ, à, tức là nó có cái gọi là cái gì nhỉ, cái mũi tên đó, cái con trỏ ấy đó. Ở nhà tra YouTube có cái phần là bật con trỏ, có một số dòng là nó sẽ có đấy, một số dòng là không đấy, của cô Thơm là không đấy, của cô Thơm thì phải dừ sử dụng thêm một cái hỗ trợ đấy, nên mình thôi cứ từ từ, cả nhà bây giờ đưa vào cả nhà nhiều rồi. Ok, hai người mới có hai người được, ai xong gửi lên nào. Ơi, cho cả nhà thêm đúng 1 giờ nhá, đúng 1 giờ bắt đầu hướng dẫn. Hướng dẫn đưa vào khung đẹp như thế này đó, đưa vào khung đẹp như này đúng không ạ, đấy, xong rồi up lên YouTube đấy, đưa làm một cái ảnh bìa này. Cả nhà muốn nay có muốn được tặng cái này không, cái background này không? Có cái tặng lại cô ơi Có nó tặng sang lại. rồi Rồi, để nói xem chung hôm nay, hôm nay giữ ai giữ ra ai đẹp làm hoàn thành. Ôi, cái này chú Hùng chỉ cần thiết kế vài phút là xong. nói chung mấy cái phần đó thì chú cũng biết chú cũng biết nhưng còn mấy giờ các cái gì cũng không biết Nhưng nó mà học. cái này nó là TikTok. Rồi, ok đấy, ai làm bài tập, ai up lên xong chốc nữa đến cái phần là cho background vào đấy thì cô Thơm sẽ tặng nha. Ủa chú làm sao mà nó không thấy hình mà chỉ có lời nói mình không ạ? Không thấy hình á, không cần hình, chỉ cần lời Thế nói hả? thôi. Đấy là À có lời nói không? cháu giới thiệu thêm cái tính năng để ví dụ như là có những lúc mình thích cho hình vào mình cho. Rồi rồi rồi, tôi từ nãy giờ cái mò kêu kiếm cái hình để mình đăng lên mình dòm thấy mà chẳng thấy có nào À, thì chú biết cái chỗ đấy chưa? không? Có biết rồi cho nó chú vô chú làm hai ba cái mà tại vì nhà chú nó đang ồn Đây đây chim đây, nó ở nó. phần rồi, nó ở phần máy ảnh nhá. Đấy, ai muốn bật hình của mình lên thì máy ảnh đó. Được rồi, từ từ mò sẽ biết à. Rồi, có người hướng dẫn rồi, không phải mò. Rồi, Không ai có. có Hà Lan. Rồi, chị Hà Lan ở đâu, sao không thấy vào Zoom mà vẫn thấy hoạt động? Rồi, mới có 2 video hướng dẫn à? Cả nhà nhanh gửi video hướng dẫn lên nào. Ở nhà làm video hướng dẫn ấy, thì chúng ta nên có một cái, đó là đầu tiên là kiểu như cái câu chào đúng không ạ?
đấy, hoặc là nói luôn tiêu đề của video hướng dẫn, đúng không? Hướng dẫn xóa background nền, vân vân đó, hướng dẫn A B C D và đoạn cuối thì lên là kêu gọi hành động cả nhà nhé, theo cái cấu trúc đúng không? Kiểu dạng như mở bài là Xin tiêu chào các đề bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa. rồi tiêu đề đúng không? Xong rồi phần nội dung hướng dẫn chi tiết ngắn gọn xúc tích đó, không nên rườm rà nhé cả nhà, ngắn gọn xúc tích thôi. Phần cuối là kêu gọi hành động, ví dụ như là kêu gọi like share, kêu gọi chia sẻ, kêu gọi hứa hẹn. Đấy, các bạn là ví dụ như các bạn nếu thấy hay thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân. Nếu như mình đăng lên TikTok, mình đăng lên YouTube, mình muốn kênh của mình được lan tỏa, đúng không? Đấy, hay hoặc là hứa hẹn hẹn các bạn ở video sau nhé, hãy đăng ký kênh để có thể xem video sau tiếp đó, được nhận thông báo ấy. Đó, chúng ta hãy soạn câu kêu gọi hành động nhé nha. Rồi, đâu xem cả nhà. Rồi bây giờ cô nhờ hơn 1 phút thôi cũng được, được chưa? Chào các bạn, hôm nay mình đánh demo rồi 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 vậy là mình đã hoàn chỉnh. Rồi, ok, đó. Đấy, cô nhờ trước là cấp độ gọi là mình thực hành. Đó, bây giờ là cái cấp độ tập làm trở thành người hướng dẫn lại người khác, và tất cả các anh chị em trong nhóm này là tuần này chúng ta học series này, được chưa? Đấy, nên là mình làm được cái gì mình có thể quay lại những cái video ngắn gọn xúc tích, mình đưa cái video này mà người khác làm được là mình thành công đó cả nhà nha. Video này hoặc là cả nhà ví dụ hướng dẫn thiết kế cái gì đó nó dễ thôi đó, cứ đưa cho người khác mà người khác làm được là thành công đúng không? Chứ đưa cho người khác mà người khác không làm được, cô nói nhanh quá, cô bấm vào chỉ vào đâu mà em không biết, hoặc là gì gì đấy là thất bại nhá. Đó. Cô ơi, cô hướng dẫn cho Phương lại, Phương chưa làm được cô. Sao này chưa làm được, bây giờ chị đã tải được rồi thì bây giờ chị chỉ cần chị ao zoom ra đúng không? Sau đó thì chị chỉ cần mở đây, ví dụ như bây giờ đang là như này đúng không? Chị vào phần X-Recorder này. Đó, chị Dạ bấm rồi. bấm vào cái nút này là bấm vào nút ghi video. Đấy, là nó sẽ bắt đầu đếm ngược 3 2 1, nó bắt đầu quay đấy. Nó bắt đầu quay thì bắt đầu chị trở ra ngoài. Đó. Chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xóa background bằng trình duyệt. Đó, đúng không ạ? Remove.bg đúng không ạ? Đầu tiên vào Chrome bước 2 3. Đấy mình hướng dẫn xong hết rồi thì mình lại bấm vào đây mình tắt đi. Đó, là được. Nó đang có nút đỏ nháy nháy thì mình tắt đi. Mình xem được là bao nhiêu giây mà. Rồi, chị quay nhanh nhá. Rồi bây giờ Rồi. Phương chia sẻ màn hình nha cô. Rồi bây giờ chị quay đi. Quay luôn hả cô? Đúng Dạ rồi, rồi được chị quay. quay luôn đi, quay luôn đi. Dạ rồi chờ chương Rồi chút. đợi 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 lớp chị Phương 1 phút nhé cả nhà. Không hiểu chỗ này luôn á. Rồi Như chị. vậy thì bây giờ ghi hình hả? Bấm vô chỗ ghi hình hả cô? Đúng rồi, nhưng mà chị phải ao zoom ra thì nó mới có tiếng. Ao dùm ra nó mới có tiếng. Đúng rồi. Cô thấy ao chưa? Ôi chị ao thì phải ấy chứ. Phải biết chứ, Rồi. nó có mỗi một link thôi nè. Một hay hai link đây. Chưa ao nè. Ao chưa cô? Chưa, vẫn hai máy, một laptop, một điện thoại. Rồi bây giờ trong khi chờ đợi chị Phương thì cả nhà chúng ta sẽ tải một cái folder này về nha. Đây cả nhà có thể bấm vào cái phần gì ạ? À đây. Cả nhà bấm vào cái phần hướng dẫn video này này. Đó, là vuốt lên ở dưới là nó có, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm tải một cái folder này đi. Nó cùng làm một cái folder giống nhau, cùng làm một cái chủ đề giống nhau xem là kết quả nó sẽ như thế nào. Cùng là một người hướng dẫn luôn. Chị rời zoom đi, chị rời zoom một cái điện thoại. Chị Phương Linh chưa thấy gửi bài lên à?
Thôi cả nhà tải phố này về nhé, để Mình vô biểu tượng, mình vô cái biểu tượng trong máy á, nó chỉ có cái ghi âm không chứ nó không có mấy cái hình chụp hình, chụp hình rồi giống như mình sợ cái biểu tượng ra ngoài, tôi tạo nghe biểu bảo tượng ra sao. ngoài thì nó sẽ có này chỉnh video, chỉnh sửa ảnh rồi nền video tùm lum hết ráo, còn ở trong kia, thì không có, gì hết. Cô nhờ nói gì đấy? Cô Thơm, trong cái nếu mà mình tạo cái biểu tượng á, tạo biểu tượng ghi ghi màn hình á, thì nó sẽ có cái nhiều nhiều cái hơn, giống như có chụp hình, có ảnh mình đồ, còn mình lấy cái biểu tượng mà ở trong cái máy của mình nó chỉ có ghi âm không có gì trơn á. À đúng rồi, thì ghi âm thôi, ghi âm thôi cũng được. Tạm thời cô nhờ người ta ghi âm trước đi. Đó, bởi vì là những cái biểu tượng hay những cái gì gì á, những cái hướng dẫn là trong các cắt nó cũng có. Đó. Còn nếu ví dụ cô mà muốn 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 tải thì trong kho tài nguyên có mà. Cô ơi sao nên nó nổi cái màn hình đến em mới vừa chụp gửi lên nhóm của cô, sao em quay không được không Cái lại quay không được. Á hả? Chị cái gì đây? Cái này là mình ghi âm không mà đâu có quay đâu, phải không cô? Ghi âm không à? Chứ đâu có quay đâu. Đây này, tức là đây này của chị đây này. Của chị là chị có quay, đang quay nhưng mà đây là chị đang đang chụp màn hình à? Em quay nhưng mà nó không nó không có về trong 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 bộ sưu tập. Rồi em chụp màn hình lại em đưa cho cô coi cái lý do là tại sao mà nó không về bộ sưu tập. Chị đã dừng chưa? Chị đã dừng video chưa? Dừng video nó mới vô sơ sưu tập, mình chưa Quay dừng nó không chị phải chưa vô. dừng đi, không thì từ nãy giờ thì nó lên đến 10 phút rồi. Bây giờ chị vào, chị phải vào đây, chị phải thoát ra. Tức là quay xong rồi chị phải vào lại cái app này đấy, xong nó nháy 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 đỏ đỏ bao nhiêu ấy, chị dừng lại. Có khi chưa dừng rồi, nghi là thế lắm À đúng rồi cô, giờ mình muốn nó còn chớp chớp chớp, giờ mình muốn dừng thì sao? đấy. Bấm vào, chị bấm vào xong rồi là nó dài lắm rồi, cái đấy xóa đi. Cho nó vô thông nước á là nó ngập Rồi chị bấm vào, sau đó thì nó sẽ lưu lại đây này, những cái nó sẽ lưu lại đây thì cả nhà sẽ bấm vào ba chấm, cả nhà xóa đi được nhé. Đây bấm vào ba chấm này, xóa đi, chị làm lại đi, làm lại chỉ 30 giây thôi, di chuyển vào thùng rác này đó, này di chuyển thùng rác này. Đấy. À, vì sao mà chưa lưu đến? Úi chứ rồi, mình vẫn lỡ xóa một cái video hôm qua mình tạo kênh TikTok rồi. Thôi không sao. Đó, đây để cô thêm xóa bớt đi rồi đây này. Bấm quay, chị Phương Linh là trường hợp của chị Phương Linh là bấm quay nhưng mà kiểu dạng như là chưa dừng. Nhưng mà vì sao mà nó không về về bộ sưu tập? Ôi giời ơi, cho 1 phút rồi cuối cùng lên đến 10 phút. Rồi bây giờ đúng 13:10 là cô Thơm bắt đầu hướng dẫn edit video nhá. Ai chưa xong thì lấy video của người khác, đúng không ạ? Lấy video của cô Nhờ hoặc của chị Thủy hoặc của Lục Dương Liễu. Đó, gửi mấy cái video trong nhóm rồi đấy. Cô ơi, Phương chưa làm được cô ơi. Chưa làm rồi xem lại video, vừa mới quay màn hình thôi mà. Thì bây giờ chị cứ làm thao tác như bình thường, chị biết xóa nền rồi đúng không? Dạ. Chị cứ làm như bình thường, chị thao tác gì chị cứ làm như bình thường, thay vì ngày xưa nó là bình thường thì bây giờ chị chỉ cần bấm cái nút này, bấm vào dấu cộng, bấm vào quay video, 3 2 1 ok, kệ nó, bây giờ chị vẫn làm bình thường. Vâng, chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa background nền ảnh nhé. À, đầu tiên chúng ta vào Chrome và đánh chỉnh duyệt remove.bg vân vân, chị nói xóa xong ok thì chị lại trở lại đây, bấm vào lại và ở dưới này nó có rồi này, 15 giây chị bấm dừng, thế là xong. Bấm dừng chỗ nào mà không thấy màn hình cô? Em tắt rồi mà sao nó cũng còn chớp chớp làm sao rồi trời. Trời ơi, đây ví dụ đây bạn đang bấm quay nhá, này chị nhìn thấy chưa, Chưa thấy chị màn hình. dừng đúng không? Chị muốn dừng ấy thì chị khi mà quay nói xong thì chị lại vào lại đây, vào lại đây
đây này, vào lại đây này, vào lại x với đơ thì nó có chớp chớp hai vạch cái này thì chị dừng lại. Dừng lại rồi, rồi bây giờ lưu cái đó là sao cô? Vào lại thì bây giờ chỉ cần vào trong nhóm Zalo là bấm vào ảnh này là gửi lên, nó sẽ tự động lưu ở bộ sưu tập đó. Còn những video mà dài quá thì chỉ chờ một xíu, chờ một xíu. Rồi ok thôi, đến 13:10 rồi, cả nhà chúng ta hãy cùng ai mà chưa làm được tải nhanh một cái video của ai trong nhóm này về nha. Đây, tải video của cô Nhờ hoặc là của Lục Dương Liễu này, hoặc 54 giây của Xin chào tất cả mọi người, em muốn chị gửi Thủy cho á. mọi người một phần mềm có thể xóa background. Đó, tải nhanh một cái video của ai đó về để bây giờ chúng ta bắt đầu edit video ạ. Chào tất cả mọi người, em hướng dẫn cho mọi người một phần mềm có thể xóa background một cách rất là nhanh nha. Rồi, bước 1 cả nhà chúng ta sẽ cùng vào app CapCut đây. App CapCut, ai chưa có tải nhanh app CapCut về. Rồi, bước 1 vào app CapCut ạ. Bước số tiếp theo là chúng ta sẽ đưa cái video của mình vừa mới quay lên. Đúng không? Bấm vào dự án mới. Đây, bấm vào dự án mới này. Đó, đưa cái video, ví dụ đưa cái video của chị gì ạ? Chị Thủy. Rồi, bấm thêm. Đó. Rồi, đó là bước đầu tiên. Đó, bước đầu tiên đó. Rồi, ai mà bước 1 ok thì comment là 222 ạ. À, ai mà xong bước 1 rồi mới đưa cái video lên. Đây là một dạng, đúng không? Một dạng của hướng dẫn. Đấy, nó có nhiều dạng, dạng là chỉ có điện thoại thôi. Đấy, dạng này là có cả mình, ảnh của mình. Đấy. Rồi, bước tiếp theo là ở dưới này là có cái chữ tỷ lệ đây này. Đó, ở dưới có chữ tỷ lệ thì bây giờ chúng ta sẽ cùng chọn cái tỷ lệ đó là tỷ lệ 1:1. Đấy, cả nhà nhìn thấy cái background phôi không xanh chúng ta tải về đấy, nó là dạng vuông thì chúng ta sẽ bấm vào tỷ lệ. Tỷ lệ chọn 1:1 đi ạ. Rồi, chọn tỷ lệ này, chọn 1:1 này. Ok. Đó. Rồi, đối với cả video của chị Thủy thì đoạn đầu nó bị đen, hay hoặc đoạn đầu có những cái phần lỗi thì chúng ta nghe xem phần nào lỗi thì chúng ta cắt video nhé. Để nghe thì chúng ta bấm vào đây này. Đó, đây này, cái biểu tượng này này. Chào tất cả mọi người. Đó, đây cái phần đầu đen thì mình cắt đi. Bấm vào video sau đó thì ở dưới này này nó có chữ tách này. Đấy, mình tách đi. Đúng không ạ? Xóa. Mọi người em hướng dẫn cho mọi người. Đấy, cắt mất chữ xin rồi. Rồi, ok. Đấy. Tiếp theo vào lớp phủ. Rồi, trở ra ngoài. Ở đây mà nó có mũi tên thì trở ra ngoài tìm chữ lớp phủ. Cả nhà thêm lớp phủ. Và thêm chính cái phôi mà cô Thơm. Chọn một hình ảnh nhé. Đây, chọn một hình ảnh. Đó. À, thêm cái phôi mà cô Thơm Xóa background một cách gửi cho cả nhà đấy. Đây của chị bấm vào đây là được nè. Đó. Rồi tải cái background này về nha. Rồi vào lớp phủ, chọn một hình ảnh, chọn cái background lên, bấm thêm. Sau đó dùng hai ngón tay zoom to lên xíu cho nó vừa full màn hình. Hoặc ai muốn to cái điện thoại lên thì chúng ta zoom to lên cũng được. Đó. Đó, rồi ok. Ai mà đưa đến như cô Thơm này ok rồi thì comment 333 vào ô chat ạ. Đưa lên, zoom to Chờ lên. tí thôi, chờ tí thôi. Chờ tí thôi. Sao tự nhiên nó cũ không? Trời. Ừ.
Cô ơi, có nghĩa là phủ này nó đang ở trên cái hình cái video nãy phải không cô? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, có cần tỷ lệ của lớp phủ không cô? Không, ngay từ đầu mình đã chọn là cái video đấy, mình chọn là tỷ lệ 1:1 rồi. Mình đưa cái này vào không cần phải, cái này nó là vuông rồi này. Mà sao cái Phương đưa vô vào á nó không có che hết cái video của Phương á? Do thì lúc đầu chị đưa lên đấy đúng không, chị chưa Dạ. chọn tỷ lệ đây, chị bấm chọn tỷ lệ đi, đây này chị bấm chọn tỷ lệ này, chọn 1:1 này đó, chị đặt tay vào phần đen này này, chị đặt tay vào phần đen thì nó mới ra cái chữ tỷ lệ. Đó, hoặc ở đây là cũng rồi, Tỷ lệ 1:1 rồi nè. đúng rồi Cái nghĩa là cái video mình là 1:1 đó cô ha. đúng rồi, video vuông 1:1 đấy chị. Dạ rồi. Rồi bước tiếp theo này, bước tiếp theo là mình sẽ xóa nền xanh. Kỹ thuật xóa nền xanh thì mình sẽ gì ạ? À, đầu tiên mình cũng chọn vào cái ảnh, gạt theo công cụ tìm chữ cắt ảnh, đó tìm chữ cắt ảnh và bấm vào phần phông xanh. Rồi cả nhà thấy chữ cắt ảnh chưa ạ? Đây, bấm vào phần cắt ảnh, bấm vào chữ cắt ảnh này này. Rồi sau đó thì bấm vào phần phông xanh, bấm vào phần phông xanh đó. Khi mà bấm vào phần phông xanh rồi thì ở đây này, ở đây nó có một cái hình tròn đúng không ạ, thì mình đặt tay vào cái hình tròn này và mình sẽ di chuyển sang bắt cái màu xanh đó. Bắt màu xanh xong thì ở dưới này nó có cái chữ cường độ và bóng nó mới nổi lên để cho mình chỉnh sửa. Rồi thì mình bấm vào cường độ, mình sẽ gạt đó, mình sẽ gạt thì mình sẽ nhìn thấy cái điện thoại, cái video của mình ở dưới. Ủa Cả nhà à, thấy thấy không khúc ạ? khúc vậy là giống này, tưởng đâu không giống, đâu làm xóa lại. Rồi ok, tích V. Đó. Sau đó mình kéo dài đến cuối video. Kéo dài đến cuối video. Đó. Đây. Thế thì ở trong cái phần này này, nó chưa được đẹp đúng không ạ? Mình bắt đầu mình chọn vào cái lớp video. Đó, mình đặt tay ở đây này. Đây, đặt tay ở đây này. Mình gạt sang bên bên cái điện thoại, mình dùng hai ngón tay zoom nhỏ lại một xíu cho nó vừa khớp khớp cái điện thoại. Đó. Em hướng dẫn cho mọi người một phần mềm có thể xóa bách được sao một cách rất là nhanh nha. Rồi. Ai xong cái bước này rồi thì comment là 44 hoặc là chưa chưa xong thì có thể chia sẻ màn hình cho thêm hỗ trợ nào. Có ai chưa làm được không ạ? Em quên cái xóa phông xanh rồi, con nói sơ lại cái coi. Ủa sao cái hình nó không 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 ra ta chị ta Chị bấm vào cái à. phôi ảnh nhá, sau đó thì gạt tìm chữ cắt ảnh. Ok chưa chị? Cô ơi, cái xóa phông xanh là bấm vào đâu cô nhỉ? Đây, Cô nhờ bấm vào. xin chia sẻ màn hình đi, sao tự nhiên giờ nó mất Rồi cái rồi rồi, chia sẻ màn hình như nào, chia sẻ màn hình. trang Đây chị này. Chưa thử chưa chưa nhìn từ từ nhìn từ nhìn luôn từ cô nhờ làm này. Vâng. Chị Phương ơi, theo kịp không? Tải video của một người khác về xong rồi thực hành. Chị Phương Linh ok không? À, em cái quay em lấy của cái video của cái chị gì em làm đỡ hơn cô, rồi cái quay đây chắc em không, em phải làm, em phải học lại nữa. Ok, chốt có gì thì quay lại. Dạ em lấy đỡ cái video của cái chị gì em làm rồi. Rồi của cô nhờ đang mắc ở chỗ nào ạ? Nãy được cái tự nhiên ấy ra cái giờ nó không được, nhập xóa hết là làm lại. Rồi đưa cái video lên xong rồi đưa cái lớp phủ phông xanh lên, mới có hai bước thôi mà.
Ủa, cái vàng vàng chưa chọn. Từ từ chọn tỷ lệ đã. Ok, 1-1. Rồi. Rồi, sau đó thì vào lớp phủ. Thêm lớp phủ. Rồi, chọn hình ảnh, đưa cái phông xanh lên. Bấm thêm. Dùng hai ngón tay zoom to lên. Rồi, bây giờ phần phá xóa phông xanh này. Gạt, Rồi, tìm chút sao cắt xong. ảnh. Tìm chút cắt ảnh. Cái ảnh. Xong Rồi, chọn xong. phông xanh, rồi đặt tay vào Tại chỗ hình cây. tròn bắt màu xanh, rồi bấm vào cường độ, Nhân cần đồng gạt kia. nhẹ gạt nhẹ gạt từ từ thôi. Rồi, ok, tích V một cái, Tích về. kéo dài đến cuối video, kéo dài cái phông xanh này đến cuối video. Rồi, ok. Rồi bây giờ quay lên đầu. Bây giờ bấm vào lớp video đi. Rồi, bây giờ đặt ở tay màn hình chính, một một ngón tay di chuyển sang bên cái điện thoại. Đó, rồi hai ngón tay thì là zoom nhỏ lại một xíu để cho nó vừa cái điện thoại. Zoom nhỏ lại một xíu nữa. Đó, rồi, nữa đi. Đó, rồi đặt một ngón tay đưa lên một xíu. Đó. Ok rồi. Đấy, phần cuối, bây giờ phần cuối cắt cho nó đẹp đều nữa là được. Rồi, chị Thủy ok Chưa có, ra mắt đang lụng lung tung này. chưa? Rồi, thế thì chị Thủy chia sẻ màn hình, chị biết chia sẻ màn hình không? Đây để chị chia sẻ màn hình nha. Ok. Rồi, xong rồi cô nhờ nghe đoạn cuối. Đó, đoạn nào hay nhất thì cắt cắt cả video đoạn sau bỏ Đây đi. đây. Của chị đây. Không biết chị Rồi. làm cái gì mà nó chồng chéo như thế này này. Đúng rồi, rồi bây chị bấm vào cái chữ lớp phủ đi. Chị gạt thì Lớp tìm chữ lớp phủ. phủ đi. Rồi. Đó, rồi. Bây giờ chị bấm vào cái lớp xanh xanh á. Rồi Bấm chị ở dưới đây hay là bấm ở trên cô? ở dưới á. Rồi. Bấm ở dưới đi. Rồi, chị Chưa bấm chưa đây. chọn. Rồi bây giờ dùng hai ngón tay zoom to lên xíu. Đặt ở trên, Từ dùng hai. Chọn ở dưới chưa thấy đã. gì cả. Rồi, bây giờ đặt hai ngón tay ở trên á. Chỗ xanh xanh ở trên rồi, zoom to, dùng hai ngón tay để zoom. Một ngón tay là chị di chuyển. Zoom vừa Đây thôi. chị đang zoom Rồi rồi, zoom vừa thôi, rồi rồi rồi, ok. đây. Rồi. Rồi bây giờ chị gạt thanh âm cụ tìm chữ cắt ảnh. Các ảnh Rồi đó, bấm vào phông xanh. không xanh ở đây rồi Rồi, đấy, cho bấm cái này vào vào đúng không, rồi bấm vào cường độ. cường độ à, cường độ Rồi đấy, chị gạt rồi, ok, gạt lên một xíu. Đấy, mình nhìn thấy cái viền nó hết màu xanh, nó đẹp nhất là được. Rồi, ok, rồi tích V. Tích V. về. Rồi, chị kéo dài đến cuối video đi. Ô, chị đừng 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 vào đấy kéo. Đặt cái phần trắng trắng kéo. Không, đặt vào cái phần trắng trắng của cái lớp thứ hai đấy, lớp ảnh phông xanh đấy. Cái lớp xanh xanh để à, chị kéo cho đến hết video video đấy hả? Đúng rồi, nó có hai đầu trắng và hai đầu trắng ấy, chị bấm đó. Rồi rồi, chị kéo đến cuối video. Đến cuối video. Ôi sao mà video mình lần này dài thế? Ôi, chị còn ngắn nhất đấy. Đây chị Rồi, cắt mất cái này đi từ nhỉ. từ 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 đã. Rồi bây giờ chị bấm vào cái lớp lớp video đi. Lớp 2 hả? Lớp lớp một đấy lớp một đấy. Lớp 1 đây. Rồi bây giờ chị đặt một À, ngón tay. Rồi chị đấy, hai ngón tay thì là zoom nhỏ lại một xíu cho nó vừa đúng kích thước cái điện thoại. chào các bạn. Rồi, Hôm ok rồi. nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách có hình nền trong một cái máy ảnh. Rồi. Rồi, ok, thì mới làm đến bước đấy thôi. Rồi, Rồi rồi. ok. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ tiếp theo nhé cả nhà. Rồi, tiếp theo là thêm phần chữ và phần đấy này thì cả nhà. Rồi, bây giờ tiếp theo là mình vào đâu ạ? À, mình cũng vào các cách khi mình làm rồi đúng không? Đó, thì bây giờ mình sẽ cái phần tròn tròn này này. Cả nhà cũng có thể cho gì ạ?
cho logo hoặc cho ảnh của mình, hay hoặc là cho sản phẩm hay cho cái gì cũng được ở nhà nhé. Logo, chữ ký hoặc ảnh của mình, ví dụ cô Thơm cho ảnh, ở nhà chọn một cái ảnh của mình để cho vào nha. Rồi thì cứ cho lớp thứ hai trở đi ấy, thì chúng ta sẽ vào lớp phủ. Đó, chúng ta ở đây có cái ba mũi tên này này, thì chúng ta trở ra ngoài. Đó, tìm được cái chữ lớp phủ, thêm lớp phủ. Rồi, chọn bên hình ảnh. Đó, ví dụ cô Thơm cho một cái ảnh của mình vào nhé. Hoặc cho cái ảnh của chị này đang có sẵn ở máy đi. Đó, bấm thêm. Đó, ví dụ ảnh này là ảnh ảnh dọc hoặc ảnh ngang hoặc ảnh vuông mà nó chưa được tròn, đúng không ạ? Để cho mình cho vào khung tròn mà. Đó, thì mình sẽ gạt, tìm chữ mặt nạ. Tìm chữ mặt nạ đây này. Đó, bấm vào hình tròn. Đấy, tìm mặt nạ xong rồi bấm vào hình tròn. Và dùng hai ngón tay zoom to lên một xíu, bắt cái phần đẹp nhất của chị, ảnh của chị này. Đó, ok, tích V. Đó, và zoom nhỏ lại, một ngón tay thì di chuyển. Rồi, ok. Đó, đây của Thơm, cô Thơm cắt bị lỗi rồi này. Đó, cắt nó chưa được tròn chuẩn nhé. Bấm lại vào ảnh. Mặt nạ. Đó, zoom nhỏ, bây giờ, Mọi người, em hướng dẫn cho mọi người một phần mềm. undo lại, đúng không ạ? Lỡ có sai thì undo lại nha. Rồi. Đó, ok, tích về. Đó. Rồi, bây giờ cả nhà chúng ta cùng đưa một cái ảnh vào. Đưa một cái ảnh tròn của mình vào. Đó, và chỉnh cho nó ok là được. Rồi, đó. Sau đó thì cũng kéo dài đến cuối video. Đó, đặt tay vào đây để kéo dài này. Nó có hai đầu đen, đó, đầu trắng đây đúng không ạ? Đó, dí tay vào đây để kéo dài đến cuối video. Rồi, ok. Rồi, ai mà thêm được cái ảnh tròn rồi thì comment là 555 nhá. Trong chỗ của ai thỉnh thoảng nó cứ ồn ồn dù dù nhỉ? Rồi, ai làm được thì chụp ảnh màn hình gửi lên cho nhóm. Được chưa? Đấy, ai chưa làm được thì cần sự hỗ trợ thì chia sẻ màn hình nhé. Đó, phần cuối là thêm chữ. Đấy, phần cuối là phần thứ ba là thêm chữ và chúng ta thêm, ví dụ như là thêm mũi tên, thêm chỉ tay nữa là xong đấy. Còn hai bước nữa là xong rồi. Rồi cả nhà thực hành để cô Thơm đi hái hoa 1 phút nhé. Tắt tới đây là sao? Chọn cái gì nhỉ? Chọn cái gì để lấy phông tròn nhỉ các bác nhỉ? Em lại quên rồi, lúc đó đang bận ghi. Nạ chị. Chị vào mặt nạ. Vô mặt À, nạ. mặt nạ. Cái gì kiếm Ok. nó còn Mặt nạ xong rồi chọn hình tròn nhờ bác nhờ. đúng Mặt rồi nạ. ạ. Đó. Rồi. Cảm ơn các bác. Rồi, nàng đã trở lại. Ơi, Phương chia sẻ màn hình nha cô. Ok, chị.
Rồi chị Ngô Thủy ok rồi đấy. Nhưng mà có vẻ là hơi to một xíu. Đấy, zoom nhỏ một xíu, xíu. Nói chung là cái này nó cũng phải làm từ từ nó mới đẹp được. Nó phải căn căn. Rồi chị đến mức nào rồi? Tất cả mọi người em hướng dẫn cho một Rồi chị zoom nhỏ lại một xíu là được. không nhỏ này chứ. Đó, không Bật nhỏ giọng rồi dùng hai ngón rồi tay người ra zoom nhỏ làm lại. Từ từ sao cái background của chị nhỏ ti thế này? không biết sao nữa Chị cô, trở cái khúc lại, đầu chị trở lại, chị vào lớp phủ nào, chị zoom nhỏ quá, rồi giờ sao chị trở lại đi, bấm cái tên trở lại vào lớp phủ đi, người ta cái gì cũng phải cho từ đầu. Đây này giờ chị, sao nữa cô? cái này chị vào cái gì đây, chị trở lại mà đang bảo chị trở lại rồi, chị bút lên đầu nào. Chị bút lên dây đầu tiên đó, chị đang đứng ở dây thứ 13. Đó. Rồi chị bây giờ chị cạnh chữ tách ấy nó có hai cái mũi tên đấy. Chị bấm vào đó. Rồi chị bấm vào lớp phủ đi để cho hiển thị cái lớp xanh xanh của chị. Không phải. Trở lại mà. Rồi trở lại nữa. Bấm vào lớp phủ chứ không phải bấm vào thêm lớp phủ. Trở lại nữa đi. Rồi lớp phủ đi. Đó, rồi chị bấm vào lớp phủ. Không không không, chị bấm vào lớp thứ hai á, lớp xanh xanh á. Rồi, dùng hai ngón tay zoom to lên. Zoom cho nó full kín cái màn đen này rồi, một ngón tay để di chuyển cho đúng, rồi nhỏ lại xíu. Đó. Rồi. Rồi, zoom to lại một xíu nữa thôi. Rồi. Rồi bây giờ chị bấm vào cái lớp video, lớp 1 á. Rồi chị zoom to lên, dùng hai ngón tay zoom to lên, to nữa lên đó. Đó, đoạn đầu đen xì xì này chị bấm play chị, xong chị cắt một xíu đi cho nó đỡ đen xì. Sao cô? Bấm play À đi nào, cho nó đen lên nhỉ. Tôi có nhìn thấy cái video chị quay gì đâu. mà nghe tiếng không mà cô? Đây là video chị quay à? Dạ đúng rồi cô. Rồi rồi, ok chị dừng lại đi. Rồi, ok bây giờ chỉnh sửa lại cái ảnh. Vuốt ngược lại đi, vuốt ngược lại vào cái chỗ phần cái ảnh đấy. À, không không, cái ảnh mà qua rồi. Đó, bấm vào cái ảnh. Bấm vào lớp ảnh đi. Rồi, dùng hai ngón tay zoom to lên, đặt đúng vào cái khung tròn. Rồi, đẹp rồi đấy. Rồi, bây giờ chị kéo bằng đầu, bằng cuối. Đó, tại vì chị đặt ở giữa nên là chị kéo bằng đầu bằng cuối, còn chị xuất phát điểm từ đoạn đầu thì chị chỉ cần kéo đến cuối thôi đó. Rồi ok, thế là giống như mọi người. Ôi ơi, 3 phút cả, dài thế thôi, demo khoảng độ thế thôi, thế thôi, Nó xong có rồi bao chốt, phút cơ rồi chốt nữa cắt khoảng độ 30 giây thôi. cô? Ngày Dạ, mai, 30 giây thôi nè. tại vì ngày mai nhà bé dừa ha, ngày mai Rồi, nhà bé. 30 Rồi. giây. Rồi ok, đó, bấm vào đó, bấm vào ảnh rồi. Đấy, cắt cắt hết đi. Để mua 30 giây để biết làm kỹ thuật thôi. Đó, rồi trên xóa cắt đi. Rồi. Bấm vào phần sau xóa đi. Đó, rồi trở lại vào lớp phủ. Bấm mũi tên trở lại á. Bấm vào cái mũi đời lớp phủ. Bấm vào Lớp lớp phủ đi. Rồi, đó. Chị phải cho nó hiển thị ra cái phần xanh á. Để chị cắt phủ. cả phần xanh nữa. Chị gạt đến cuối đi, phần xanh nó sẽ lòi ra đấy. Phần Gạt đến xanh lắm không? gạt, gạt đến cuối đi. Lớp Cái phần phủ lớp thứ à? hai đó, đó. Rồi. Cắt đến cuối. Rồi. Rồi đấy, hơi hơi lõm vào thì lại kéo ra thôi. Rồi bây giờ xem lớp phần cuối nhá, phần cuối là thêm chữ thôi. Được chưa? Rồi, thêm chữ thì cả nhà chúng ta sẽ cùng vào gì ạ? Phần này thì dễ rồi đúng không ạ? Rồi, vuốt lên đầu tiên. Đó. Rồi cả nhà bấm trở ra ngoài, nếu ở đây nó chưa có cái phần thêm chữ ấy,
thì chúng ta sẽ bấm mũi tên trở ra ngoài, thêm văn bản này đó, A cộng văn bản này đấy, cả nhà ghi ví dụ như là gì ạ, ghi là hướng dẫn, giống như hôm qua là cái Thơm làm một cái video là hướng dẫn tặng Gmail đúng không ạ, trên điện thoại đó, hướng dẫn xóa nền đúng không ạ, đấy Cô tắt cái chia sẻ của Phương đi cô. tắt rồi, tôi Dạ đang sao ngủ Phương với không? Thơm mà, đang ngủ với Thơm mà. À dạ dạ rồi cô. Rồi, cả nhà Sao có Phương thể ghi không? hướng dẫn xóa nền ảnh sản phẩm chẳng hạn, hoặc là ảnh cá nhân, hoặc là gì gì đấy. Đúng không? Đấy, trên smartphone chẳng hạn nhé. Rồi, sau đó thì bấm vào phông chữ, có cái chữ phông chữ ở dưới này này. Đó, mình bấm vào phông chữ. Đấy, thì đối với cả tiêu đề á, cô Thơm hay chọn tiếng Anh và chọn cái phông chữ Anstone, tức là nó vừa cao vừa đậm đó, lúc mà không chọn phông chữ này đúng không ạ, đây thì nó sẽ dài ra đấy, khi mà chọn thì chúng ta sẽ thấy là nó ngắn lại, nếu ví dụ như dài quá thì chúng ta cũng có thể làm 3 dòng đó đấy, cho nhỏ lại đấy, đặt tay vào đây, đặt tay vào mũi tên này để cho ở cái góc phần quyết để cho nhỏ lại. Đây, để cho nhỏ thì chúng ta sẽ đặt tay đây nhá. Đây này. Đó, cho nhỏ lại. Đặt ở cái phần chỗ này là viết tiêu đề. Muốn cho to thì lại đây. Ok. Rồi, xong cách để có thể chọn màu. Đúng không? Đấy, rất là nhiều màu thì cả nhà thích màu nào thì chúng ta chọn. Muốn nổi thì... Đấy, ok. Đấy, hoặc là trong hiệu ứng này này. Nó cũng rất là nhiều các cái hiệu ứng màu. Hoặc là mình muốn động đậy dạng gì thì mình sẽ bấm vào hiệu ứng động đó, nhưng mà ở đây cô Thơm, cái video này là cái video hướng dẫn người khác, mình muốn người ta tập trung vào cái video hướng dẫn nên là tất cả cô Thơm đều để tĩnh hết đó, có những cái là cô Thơm sẽ để à nó chạy chạy chạy, ví dụ như là đây ví dụ như mình cho chữ này nó chạy cũng được đúng không ạ, nhưng mà tùy video, cả nhà hiểu ý cô Thơm ạ. Đó đấy, ví dụ như cái video này thì cho lắc lư hay hoặc là cho phóng to chữ đó vân vân, hoặc là nếu mà không muốn sử dụng cái này thì chúng ta bấm vào không có đó, cả nhà hình dung chưa, đó tức là mình muốn người ta tập trung vào cái video để nghe mình hướng dẫn thì ảnh này đúng không ạ, ảnh này đa số là chúng ta cũng có thể cho quay tròn được nhưng mà thôi đúng không ạ, không cho quay tròn, cái này cũng không cho động đậy nhúc nhích, để cho người ta chỉ tập trung vào cái nhúc nhích ở đây thôi đó cả nhà nhé. Rồi đó, cả nhà cùng thêm tiêu đề và kéo dài đến cuối video đi ạ, kéo dài đến cuối video. Xóa nền ảnh sản phẩm. Đó, xóa nền ảnh thiếu chữ sản, thiếu chữ phẩm mà. Muốn sửa đúng không ạ? Để bấm vào. Đúng không ạ? Một là bấm vào cái bút hoặc là bấm kích đúp 2 lần. Đây. Đó. Đó, ví dụ là như vậy. Rồi, cả nhà chúng ta hãy cùng dành 1 phút để xóa này. Cô hỗ trợ giùm cái chú xóa cái phông xanh mà xóa không có được. Chú xóa không được ạ, chú chia sẻ màn hình đi ạ. À, chú xóa phông xanh mà nó nhảy lên cái ấy không à. Rồi cảm ơn ạ. Đúng tiêu này. Đưa cái video trước. Nói trước nè. Thì em quên mất tiêu rồi. Đưa cái video quay màn hình trước, xong rồi đó thì Nói đưa chung với cái các cả nhà có thấy mạng của chú chậm không nhỉ? mình chú mạng biết sao mà sao nói được. Tiêu
Ôi được rồi cô ơi. Bấm vô cường độ xóa được rồi. Đấy chú làm không được. Dính đây luôn rồi. Xin chào các bạn, hôm nay Rồi mình sẽ rồi, của chú hướng dẫn cho sai các rồi chú bạn. ơi, của chú sai Sai, rồi. sai rồi, sai rồi. Chú phải đưa video lên trước, xong rồi chú vào lớp phụ. Ô, chú có đưa video trước nè. Đưa video trước đi. Rồi, ok. Sau đó định dạng trước. Chú phải định dạng. Còn là chú Chú phải định dạng một một trước. Rồi, ok. Sau đó thì chú mới bắt đầu đưa cái phôi phông xanh lên. chưa. Chọn hình ảnh. Rồi, đấy, dùng hai ngón tay zoom to lên. Rồi, zoom vừa vừa thôi để cho nó đẹp. Cái điện thoại nó đừng bị mất thế này. Nhỏ lại một xíu đi chú. Nữa đi, cái điện thoại nó vẫn bị cắt ở riêng bên này này. Rồi, ok rồi. Đó, bây giờ chú sẽ trở ra chú tìm chữ cắt ảnh. Từ từ Đây từ này chú từ. biết. Đây Bấm này chú vào. biết rồi. Không, vâng, nhưng mà phải bấm vào ấy đã. Đang bấm sai rồi, đang bấm vào lớp thứ hai mà. Bấm vào cái lớp không xanh thì mới xóa được. Ê, đang bấm vào video này. Rồi chú thấy, chú thấy rồi. Rồi. Thôi cảm ơn cô, để coi chú thoát ra chú làm lại. Rồi, để cháu dừng Để nha. cả nhà tập trung đấy. Rồi bây giờ cả nhà thêm nốt cái chữ ở dưới, đúng không ạ? Cái chữ ở dưới thì cả nhà cũng có thể muốn nhanh á, đây, copy cái dòng trên, đúng không ạ? Đấy, đây, cái dòng này này, đó, đây, mình sẽ tìm cái chữ sao chép ở dưới này này, sao chép, rồi, tự nhiên nó thành hai lớp, cả nhà nhìn thấy nó thành hai lớp chữ không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ đặt tay ở đây, mình kéo một lớp xuống, rồi kéo một lớp xuống dưới này. Đó, mình cho nhỏ đi. Đấy, ví dụ như mình có thể đặt cái gì đấy cũng được, đúng không? Ví dụ như là Nguyễn Thơm này. Đó, Enter. Đấy, người trao giá trị chẳng hạn. Rồi, sau đó thì Zalo. Đấy, kết nối Zalo. 0888 649 819. Rồi cả nhà cho chữ nhỏ đi nhé, hoặc là cả nhà căn trái, tức là đây nó đang là căn giữa đúng không ạ, chúng ta sẽ cho căn trái thì bấm vào phong cách đấy, phong cách tìm chữ bố trí, tìm chữ bố trí và cho căn trái này đó, sau đó cho nhỏ đi đấy, nhỏ thì chúng ta có thể gạt cái chữ tỷ lệ đây này đó. Đó, rồi. Đấy, muốn cho nó giãn dòng ra thì bấm vào cái ký tự này hoặc đường kẻ này. Đấy, đường kẻ thì nó sẽ giãn ra các dòng. Đó. Ok, tích V. Đó. Rồi, sau là đoạn cuối kiểm tra một lượt. Đấy, chúng ta cắt đoạn cuối xem là nghe xem nào. Rồi bấm tải xuống xong rồi xin chào ABCZ thì mình bắt đầu cắt một loạt đoạn cuối, tách đúng không ạ, rồi xóa xong rồi tách tách chữ này đúng không ạ, đoạn cuối cùng chúng ta mới cắt đấy cả nhà nhé. Đó, lớp phụ tách xóa à, đấy còn cái phần này nữa đó. Rồi đấy, kiểm tra đầu cuối bằng nhau thì chúng ta sẽ cùng xuất ra. Đó, xuất ra thì chúng ta sẽ cùng bấm vào cái nút ở đây. Đúng không ạ? Chờ cho nó chạy hết và chúng ta hãy xuất ra và gửi lên trên nhóm nhé. Rồi, lục dương liễu đã xong rồi đây này. Tôi xin chào tất cả mọi người nha. Và ngày hôm nay em được
cách rất là nhanh trên online nha. Chúng ta cùng nhau vào vũ hồ nào. Rồi, ok. Bạn cuối thêm câu kêu gọi hành động nhé. Rồi, cả nhà thêm chữ rồi. Ai xong thì chúng ta up lên nhóm để xác nhận. Đó, xong rồi bước cuối cùng là chúng ta gì ạ? Up lên YouTube và thêm ảnh bìa nữa là xong đấy. Là có một cái video hướng dẫn đúng không ạ? Rồi, ví dụ như là xong rồi nha, ví dụ xong rồi. Cô Thơm hướng dẫn nốt nha, để xong rồi chúng ta kết thúc. Rồi, cô Thơm ví dụ lưu của video của Lục Dương Liễu xong rồi, cả nhà xong xuất hết ra rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ vào kênh YouTube. Đó, chúng ta vào cái kênh YouTube. Chúng ta bấm vào ảnh đại diện của mình. Đó, bấm vào ảnh đại diện. Rồi, bấm vào kênh của bạn. Rồi, bấm vào phần dấu cộng đây để chúng ta up video lên. Cả nhà làm nhanh để xuất video ra nào. Mà mở kênh YouTube bắt đầu up lên. Rồi, bấm vào dấu cộng này. Đúng không? Tải video lên. Đó, và mình chọn một cái video của mình. Ví dụ như là ghi nội dung hướng dẫn khóa nền ảnh đúng không ạ? Trên điện thoại đi hoặc trên smartphone đi. Đó. Rồi sau đó thì cả nhà có thể vote lên soạn một cái nội dung gì đó ở đây. Đó, ví dụ như mình muốn đẩy kênh, mình muốn mọi người tương tác, hay mình muốn rằng có những cái hashtag của mình thì mình sẽ gắn hết ở đây. Đó, một soạn một cái nội dung xong lần sau những video nào copy paste vào. Đấy, dán cả link Facebook hoặc Zalo hoặc kết nối cái gì gì link gì gì đây. Đấy, cả nhà có thể tham khảo một số kênh khác để chúng ta soạn một cái nội dung. Rồi sau đó thì để chế độ nào đúng không? Công khai hoặc riêng tư đó. Rồi hay hoặc là đấy, thêm vào danh sách khác đúng không? Đấy, ở đây là video đầu tiên thì mình cứ đăng lên xong mình tạo danh sách khác sau đó. Rồi ok, bấm tiếp theo. Phần đăng này thì đơn giản rồi đúng không ạ? Rồi khi mà mình đăng xong đó, đây, chọn không có tải video. Đấy, tải lên chờ một xíu. Cái này cũng không tải nhé. Đó. Đấy, khi mà tải chờ một xíu xong rồi thì dạng trên kênh của mình, giả sử cái kênh của mình nó đã lên video rồi nhé. Cô Thơm chọn chọn một cái video nào đó. Rồi, đây ví dụ video hướng dẫn ghép ảnh như thật này. Hoặc là video hướng dẫn trang điểm này, bấm vào đây. Đấy. Đấy, ok. Video này nó chưa có cái ảnh bìa. Đấy, ảnh bìa để thu hút ấy. Thì bây giờ mình sẽ vào cái app YouTube Studio. Đó. Mình sẽ bấm vào phần phần này. Đây phần này. Rồi. Đó, và mình chọn cái video mình vừa mới up lên. Đó, chọn cái video vừa up lên. Đó, bấm vào bên nội dung này. Đúng không? Bấm vào bên nội dung. Chọn cái video mình vừa mới up lên đây. Rồi, và bấm vào cái bút chỉnh sửa này này. Bấm vào cái bút này này. Đúng không? 20 giờ ngày 20 tháng 8. Bấm tiếp vào cái bút để mình sẽ đưa cái ảnh bìa thu nhỏ. Đấy. Ở đây nó có gợi ý cho mình ba cái ảnh bìa thu nhỏ. Đó, nhưng mà mình muốn chọn một cái ảnh mà mình thiết kế, mình sẽ bấm vào. Và mình ví dụ như là sáng có Thơm có thiết hôm trước có Thơm có thiết kế cái ảnh này. Đó, bấm xong. Đấy, là diện là chúng ta đã cái ảnh bìa này chúng ta thiết kế làm sao mà thu hút nhất, giật tích nhất, đó. Thì nó sẽ ra ở ngoài như này cho chúng ta. Đó. Bấm lưu là được đây. Đấy, cái video hôm qua cô Thương làm demo đây.
đó, mà gửi cả video hướng dẫn ngắn lên chả thấy ai thực hành, nên là phải mở Zoom hỗ trợ đó. Bây giờ cả nhà hoàn thành nhé, hoàn thành quay một cái video chuẩn chỉnh, ok ngon lành đi đó. Sau đó thì chúng ta gì ạ, chúng ta up lên YouTube và up một cái ảnh bìa đó, bấm vào ba chấm này này đó, là chúng ta có thể chỉnh sửa hoặc là chúng ta tạo một cái danh sách phát và lưu vào danh sách phát mới, đúng không ạ? Đó rồi, video này thì cô Thơm cũng đã record rồi, cô Thơm sẽ stop lại và cô anh chị chúng ta có thể xem lại video nhé. Đó, bởi vì là 14 giờ cô Thơm có một cái ca Zoom á. Rồi, stop lại nha.